Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao tăng lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều của Việt Nam lại quan trọng đối với các nước? Ngày 26 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài Ngoại giao đám tang xoay quanh sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, khi tổng trọng qua đời, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU đã cử chính khách cấp cao đến viếng mặc dù chuyến thăm của ông Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm nhiều nước Đông Nam Á, và cuối cùng ông đã phải hoãn chuyến đi vì vấn đề Trung Đông, nhưng ông vẫn đến Việt Nam để thăm hỏi gia đình ông Trọng. AFA đặt câu hỏi, tại sao có quá nhiều nước cử lãnh đạo đến viếng tang lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều như ông Trọng? Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Mỹ cho rằng, về vấn đề ngoại giao, tôi nghĩ có sự cộng hưởng, ảnh hưởng của các bên. Ví dụ, Mỹ cử ông Blinken đến Việt Nam thì Trung Quốc không thể gửi một người không danh tiếng tới đó mà cũng phải là tương tự. Cái này giống như lý thuyết trò chơi trong chính trị. Người này đoán người kia làm gì rồi chuẩn bị một cách làm để đáp lại. Mỹ gửi ông Blinken đi mà Trung Quốc cử ông thấp hơn thì cũng kỳ. AFA cũng dẫn nhận xét của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho biết Hoa Kỳ đã bày tỏ lời chia buồn đến Việt Nam sớm nhất. Chỉ một giờ sau khi Việt Nam thông báo ông Trọng từ trần, đại sứ Mỹ đã có lời chia buồn với Việt Nam và chưa đầy 24 tiếng sau, Tổng thống Biden đã gửi lời chia buồn đến Việt Nam. Tất cả những động thái này đều đi trước Trung Quốc. Khoảng 16 giờ chiều ngày 20 tháng 7, theo giờ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc viếng ông Trọng. Theo luật sư Khanh, đây là một động thái hiếm hoi vì Việt Nam lúc đó chưa phát tan và chưa có thông báo tổ chức lễ viếng. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, luật sư Khanh cho rằng có lẽ Việt Nam muốn dùng đám tang ông Trọng để tăng cường vị thế địa chính trị, địa kinh tế và an ninh. Ông gọi đó là ngoại giao đám tang. AFA cho hay không chỉ về mặt đối ngoại, đám tang ông Trọng cũng có ý nghĩa chính trị về đối nội. Lễ quốc tang của ông Trọng báo hiệu sự chấm dứt của một nhà lãnh đạo cũ và sự bắt đầu của một nhà lãnh đạo mới. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng kỷ nguyên mới là của ông Tô Lâm. AFA dẫn lời giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho biết, Hà Nội chắc chắn đang cố gắng phát huy các thông điệp chia buồn quốc tế để hợp pháp hóa chế độ, tăng cường tính chính danh của chế độ. AFA cũng cho hay, ông Trọng từ trần ngày 19 tháng 7, tuy nhiên Việt Nam đã dời ngày phát tan một tuần sau khi ông Trọng qua đời vào hai ngày 25 và 26 tháng 7. Không rõ có phải là ngẫu nhiên hay không, vì ngày 26 tháng 7 cũng là hạn chót Hoa Kỳ công bố kết quả thẩm tra Việt Nam có kinh tế thị trường hay không. Sau khi Việt Nam công bố ngày an táng vị cựu tổng bí thư, Hoa Kỳ đã quyết định dời ngày công bố kết quả thẩm tra nói trên sang đầu tháng 8. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Luật sư Vũ Đức Khanh đặt câu hỏi, liệu ông Blinken đến Hà Nội để làm gì? Vì nếu Mỹ tuyên bố từ chối công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường vào đúng ngày an táng ông Trọng, thì đó có phải là một gáo nước lạnh tạt trước quan tài của ông Trọng hay không? do đó các bên sẽ có những cách ứng xử tế nhị phù hợp với tình huống. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng thông tin Mỹ về ngày công bố kết quả thẩm định Việt Nam sang đầu tháng 8, khoảng sau một tuần, cho thấy có khả năng họ sẽ từ chối cấp quy chế này cho Việt Nam. Giáo sư Chữ chỉ ra nhiều lý do để nhiều nước trên thế giới cử chính khách cấp cao đến viếng ông Trọng. Thứ nhất, cái đó nằm trong chính sách chung của Hoa Kỳ và Châu Âu là xoay trục về Châu Á. Việt Nam nằm ở vị trí quan trọng ở Đông Nam Á. Thứ hai, Việt Nam có một vị thế quan trọng trong ngắn hạn. Thế giới tìm cách rời khỏi Trung Quốc và cần có thay thế. Mặt khác, Âu Mỹ lại cũng không muốn Việt Nam ngã hẳn về phía Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao tăng lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều của Việt Nam lại quan trọng đối với các nước? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những thất bại trong cuộc đời ông Nguyễn Phú Trọng Ngày 24 tháng 7, blog của tác giả GB Nguyễn Hữu Vinh trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Nguyễn Phú Trọng, một cuộc đời thất bại. Tác giả đánh giá ông trọng thất bại ở mọi lĩnh vực. Cách đây 36 năm, với các cương vị phụ trách lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng, nhưng ông trọng không có dấu ấn gì nhằm tạo nên sự mạch lạc rõ ràng về những vấn đề tư tưởng hay những nét đặc trưng nào về văn hóa để Đảng lấy làm phương hướng lãnh đạo. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Hữu Vinh AFA. Ngày nay nhìn lại đất nước Việt Nam về văn hóa, người ta nói một câu rất tổng quát và chính xác, đó là sự suy đồi sự suy đòi không hoàn toàn chỉ một lĩnh vực mà trong mọi mối quan hệ xã hội, thói quen, cách hành xử của người Việt. Đó là một thất bại của ông Trọng về tư tưởng tác giả phân tích với chức trưởng ban lý luận trung ương. Ông Trọng cũng có nhiệm vụ xây dựng hệ thống lý luận của đảng về phương hướng, đường lối, tư tưởng và lý thuyết cho hệ thống chính trị hiện nay. Tuy nhiên, ông đã bó tay khi thừa nhận rằng đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội trước sự khủng hoảng về tư tưởng, đường lối, đảng đã hoảng loạn và vơ váo bất cứ thứ gì, miễn vá víu có lợi cho sự tồn tại của đảng. Tác giả cho rằng bản thân ông Trọng cũng hoang mang và lúng túng về vấn đề tư tưởng. Điển hình là dù luôn cao giọng làm người hãy là người cộng sản. Thế nhưng, những hình ảnh bị lộ cho thấy chính bản thân ông đã từ bỏ tư tưởng cộng sản vô thần để quy y cửa Phật. Và đây là hình Nguyễn Phú Trọng quy y cửa Phật. Về công cuộc chống tham nhũng, tác giả nhận định là một thất bại nữa của ông Trọng. Bởi thành quả chống tham nhũng hơn chục năm khiến người ta giật mình kinh sợ khi có 169.000 đảng viên bị kỷ luật, hàng chục, hàng trăm ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương, tướng tá và cán bộ đủ các cấp vào tù. Tác giả nhấn mạnh, con số đảng viên bị kỷ luật chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm, số lớn trong đảng đã hư hỏng, suy đòi và một đảng chứa trong đó số lớn là suy đòi, là hư hỏng, là cướp, trộm, tham ô, hữu hóa thì đó là băng cướp, băng nhóm mafia chứ không thể coi là một đảng bình thường. Chính vì vậy tác giả bình luận nạn tham nhũng càng ngày càng như căn bệnh ung thư di căn đi khắp cơ thể hệ thống chính trị. Hàng loạt những cuộc bắt bớ khắp nơi mà đã bắt là bắt cả ổ, cả cụm, cả lô từ lớn đến bé khiến câu nói của Nguyễn Sinh Hùng được xác nhận là đúng lấy đâu người mà làm việc theo tác giả đến khi chết ông trọng đã giơ tay đầu hàng nạn tham nhũng những câu nói về nhân văn xử nhẹ tha thứ chỉ là những biểu hiện bất lực chỉ để chữa ngượng vì sự hô hào trước đó và đây là hình lễ tang ông nguyễn phú trọng bởi làm sao chống được tham nhũng khi chính hệ thống chính trị này là nguồn gốc của sự nảy sinh ra tham nhũng khi quyền lực tuyệt đối thì sự tha hóa cũng là tuyệt đối tác giả tiếp tục đánh giá Ông Trọng chỉ nhâm nhâm việc bảo vệ đảng, từ chính trị đến kinh tế, từ đất đai, tài sản cho đến tinh thần, tư tưởng, quyền con người của người dân, tất cả đều bị coi rẻ dưới bàn tay Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà những người bất đồng chính kiến bị bắt bớ, tù đài, giam hãm nhiều như dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà quyền mở miệng của người dân bị chặn một cách tuyệt đối như thời của Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà dân quyền, nhân quyền bị chà đạp văn hóa, tình người bị coi thường, coi rẻ, tệ nạn từ ma túy đến mại dâm, cờ bạc, tham nhũng, cướp bóc của người dân, nở rộ và điều đặn phát triển như dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà hệ thống nhà tù của đảng chứa nhiều cụ đảng viên như hiện nay. Ở đó có đủ một bộ máy khổng lồ, hoàn chỉnh từ thấp đến cao cho một chính phủ nếu cần thiết. Đi kèm với hệ thống tù nhân, cụ đảng viên này là ngân khố đã thâm hụt hàng triệu chục triệu tỷ đồng tiền máu xương của người dân. Đó là kết quả của hơn chục năm đứng đầu đảng để kiên quyết lựa chọn những người có tài, có đức vào đảng và trung ương của Tổng Trọng. Đó cũng là điển hình cho sự thất bại của cuộc đời Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những thất bại trong cuộc đời ông Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thạch bảo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới